And as the nation mourns record death tolls, hospitals in California are hitting a breaking point. Hiện tại như bây giờ, số người chết ở trên nước Mỹ càng ngày càng tăng lên về COVID-19. Bên California hiện tại đang bị nhiễm nặng và đã tới lúc chịu hết nổi rồi. Thành phố bên Los Angeles thì họ báo cho biết là vào tháng 10 ngày 29 Tây, lúc đó chỉ có 750 người bị nhiễm thôi. Tới ngày hôm nay có 7.181 người bị nhiễm. Tính ra là trong vòng 2 tháng nó tăng lên cả chừng 1.000% đó. Và hiện tại ở bên Cali, ngay chỗ này, bà Tracy, bà nói là hiện tại thì bà nhìn thấy ở bên New York rồi ở bên Italy đó, hồi trước bị nhiễm tăng nặng bao nhiêu đó, ngay bây giờ đó, ở bên Cali đều bị giống hệt y như vậy. After the Christmas holiday season, I'm scared to death, honestly. Và theo bà này, bà nói cho biết sau khi cái ngày lễ Christmas rồi đó, tới giờ bà sợ muốn chết, tại vì số người nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên. Ngay ở thành phố Gardena, nhà thương chỗ này đó là quá đông người rồi. Và những người mình nhiễm bệnh vô đây đó là đầy hết rồi, những cái liều cũng đầy luôn. Những người mà ambulance chở tới đó là phải xếp hàng đợi ở ngoài, chừng nào có chỗ mới đưa người vô. Đa số là lúc nào nhìn ra ngoài cũng có 8-9 chiếc ambulance đang xếp hàng để đưa người nhiễm bệnh vô trong chỗ này. Và cái nhà thương chỗ này thì họ cần thêm nhiều người làm, nhiều giường, rồi cả luôn nhiều những cái thùng mà trợ thở này kia nữa. Tại vì họ phải sửa soạn là COVID ở đây nó lên mút chỉ luôn, không có thể nào ngừng được nữa, kế tiếp nữa. Và theo ông Kevin, ông nói với tỷ như chúng tôi đây mà không có đủ cái những cái bình mà trợ thở này kia, thì lúc đó chúng tôi sẽ nhìn thấy số người chết càng ngày càng nhiều thêm nữa. Và ông nói giống như hiện tại thì ông có cái máy trợ thở rất là nhiều, nhưng mà không có cái bình hơi. Nếu mà không có cái bình hơi sẽ không còn cái chuyện mà giúp đỡ cho trợ thở nữa. Thì dù cho có máy trợ thở có mà bình hơi không có thì cũng chẳng có làm gì được hết. Cho nên ngay bây giờ đang lo ngại như vậy. In just a matter of days, Los Angeles County alone is expected to surpass 10,000 deaths related to COVID-19. Đây là họ nói trong 1 ngày, 2 ngày thôi thì ở bên California là số người chết là dính dám tới COVID-19 rất là nhiều. Tonight in Colorado, the highly contagious strain of the virus from the UK has been detected. Ngày hôm nay về cái chuyện mà cái COVID-19 biến thể ở bên UK thì đã tới Colorado rồi. The patient, a man in his 20s with no travel history. Theo họ báo cho biết là một người đàn ông khoảng chừng 20 tuổi trở lên, người đó không có đi travel, không có đi đâu hết. Now recovering in isolation. Và hiện tại ngay bây giờ ông đó đang nằm trong nhà thương, đang được hồi phục. It's more contagious and therefore it is more dangerous in that regard. Đây là cái ông chức trách về health, sức khỏe của Human ở trên nước Mỹ. Ông nói cho biết hiện tại ngay bây giờ COVID-19 biến thể này thì nó gây ra dễ lây nhiễm, dễ bị ảnh hưởng nặng, cho nên ngay bây giờ rất là lo ngại về chuyện này. Và theo ông nói giống như nếu giống như bị trúng COVID-19 cái đó thì giống như càng serious hơn nữa đó. Và hiện tại ngay bây giờ trong lúc này ở bên California số người bị nhiễm COVID-19 càng ngày càng nhiều, họ không có kiểm soát gì được nữa hết. Theo cô y tá, cổ nói ở bên Cali hiện tại ngay nhà thương của cổ giống như chỗ chiến tranh gì đó, đang chiến tranh mà cổ đang cần sự giúp đỡ, nhưng mà sự giúp đỡ thì kêu la vậy chứ chẳng có được giúp đỡ gì cả. Và hiện tại ngay bây giờ COVID-19 đang tăng, có nhiều tiểu bang họ đưa ra cái chuyện giải nghiêm ở tiểu bang. California, cái số người mà chết về COVID-19 Mỗi ngày thì khoảng chừng 230 người. Theo cô Jana, cô nói cho biết những người ở trong nhà thương chết giống như ruồi vậy đó, chết liên tục như vậy. Và nhà thương lúc nào cũng là max, cũng đầy hết, không chỗ chứa mỗi ngày. Ở bên Los Angeles, mỗi ngày thì có khoảng chừng 13.000 người bị nhiễm COVID-19 vô trong nhà thương ở bên đó. Lúc đầu vào tháng 11 thì lúc đó chỉ có 1.200 thôi. Tới ngay ngày hôm nay là có 13.000. Những người chức trách của Hoa Kỳ họ cảnh báo cho chúng ta biết là vài ngày nữa kế tiếp đó là những ngày đen tối của trên nước Mỹ sắp tới xảy ra. Và hiện tại ngay bây giờ trong những nhà thương, những người làm rất là mệt mỏi, một người phải coi rất là nhiều người. Cứ liên tục như vậy thì càng ngày càng chịu hết nổi ở trong nhà thương. Giống như một trong những nhà thương nằm ở bên Los Angeles, LA đó, mọi người nhìn thấy liều họ để dài nó vậy đó. Và có một mớ những người em đang chở tới những người bệnh thì phải đợi gần cả tiếng đồng hồ trở lên rồi mới đưa được người bệnh vô trong, tại vì không có giường chỗ rồi không có chỗ để chứa này kia kiểu như vậy. Đây là cái chỗ nhà thương MLK Hospital, Martin Luther King Jr. Hospital nằm bên LA thì họ chiếu chỗ này rất là nhiều, tại chỗ này là cái chỗ bị đang nặng cũng giống như ở bên cái chỗ nhà thương bên kia. Và có nhiều chỗ trong nhà thương không còn chỗ chứa nữa, bất cứ cái phòng nào họ có thể biến đổi lại trở thành chứa người nằm thì họ làm. Hiện tại ngay bây giờ từ Đông sang Tây ở Hoa Kỳ, nhà thương đang người nhập viện quá đông. Hiện tại ngày hôm nay số người nhập viện đang nằm trong nhà thương ở trên nước Mỹ là có 121.235 người. Tính ra là cái số này rất là nhiều người từ hồi lúc đầu bị nhiễm COVID-19 tới ngày hôm nay. Theo CDC, họ đoán cho tới cuối tháng 1 sắp tới đây là có khoảng chừng 400.000 người sẽ bị chết về COVID-19 ở trên nước Mỹ. Và họ cũng cảnh báo luôn về cái chuyện New Year sắp tới đây và năm mới đó. Thì nó không phải là fresh start nữa mà nó vẫn là tiếp tục. Fresh start có nghĩa là không phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà chúng ta đây là tiếp tục của năm nay, nó kéo dài qua người chết qua tới năm sau. Chứ không có bắt đầu gì cả. Nó chỉ thêm người chết thôi chứ không có bắt đầu gì hết á. Theo ông Dr. Fauci, ông nói chúng ta vào tháng 1, cái đó là cái ngày mà super spread xảy ra là bị nhiễm rất là nặng vô trong nhà thương, còn bị tồi tệ hơn là vào tháng 12. Đó là họ chiếu cho mình xem cái vào tháng này là cái tháng mà chết thảm thương nhất ở trên nước Mỹ đó về COVID-19. Và theo cô này cô nói hiện tại thì về COVID-19 nó càng lây nhiễm càng nhiều chỗ khác nhau rồi lây nhiễm gần tới nhà của cổ nữa. Thì nó giống như tới độ người nhà bị nhiễm đó là rất là xấu luôn. Cái cô này đó có người cha làm ở trong chợ và sau khi ngày lễ Thanksgiving thì ông ta đã bị trúng coronavirus. Và gia đình của cô ta tính toán này kia mới nói là kêu bác sĩ hãy lấy ba của cổ ra khỏi cái máy trợ thở đi. Tại vì ổng nằm đó cái brain ổng đã giống như có vấn đề rồi, đã die out. Ok, nói đơn giản là như vậy nè. Cái máy trợ thở đó là nó chỉ giúp đỡ cho những cái tim của chúng ta được đập thở thôi. Còn cái óc của mình á, với tỷ mà mình không còn xài được nữa đó thì có tiêm có đập đi nữa nó cũng vô dụng thôi. Cho nên ông này đang gặp trường hợp vậy, gia đình quyết định rút cái trà thở ra để cho cái tim nó ngừng. I told him that he can rest now. You know, he's worked so hard. Và đây là người con nói là cậu nói với cha của mình là bây giờ ba có thể nghỉ rồi đó. Giống như ba của cậu làm rất là nhiều trong cuộc đời đó, từ nhỏ tới lớn để nuôi con cái. Tới ngày hôm nay thì bị trúng COVID-19, Thiên cũng trong chỗ làm của mình, tại làm trong chợ đó. Gia đình thấy gì quyết định nặng quá rồi, chữa không được nữa thì rút máy trợ thở thôi. Another family left to grieve in a season of hope, now marked with so much sadness. Thêm một gia đình nữa bị chuyện về cái COVID-19 trong cái mùa này.